15 chiếc xe kỳ dị nhất mà con người từng tạo ra. Chào các bạn, ngành công nghiệp ô tô luôn không ngừng phát triển và tạo ra những sản phẩm ngày càng hiện đại cả về ngoại hình và nội thất. Tuy nhiên, đi ngược lại với xu hướng chung của nền công nghiệp ô tô, một số nhà thiết kế trên thế giới còn chứng tỏ khả năng sáng tạo của mình. Họ cho ra đời những chiếc xe lập dị, độc nhất vô nhị cả về ngoại hình và nội thất bên trong, tạo cho người xem một cảm giác tò mò, thích thú đến kỳ lạ. Những chiếc xe này không đơn giản là phương tiện di chuyển, mà nhiều khi nó được xem là tác phẩm nghệ thuật. Nếu muốn biết những chiếc xe này kỳ dị như thế nào, các bạn đừng nên bỏ qua video hôm nay nhé. Tôi Bí Ẩn sẽ giới thiệu đến các bạn 15 chiếc xe kỳ dị nhất mà con người từng tạo ra. Chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy thú vị về sự sáng tạo độc đáo này. Boeing 727 Jet Limo. Không có gì là không thể dùng được là những gì mà những người thiết kế Boeing 727 Jet Limo tâm niệm. Một công ty chuyên thiết kế xe limousine của Mexico đã biến chiếc Boeing 727 không sử dụng thành một chiếc limousine độc đáo. Họ tháo cánh và tách không gian phía trước của máy bay, lắp lên khung một chiếc xe buýt của Mercedes. Chiếc xe nặng tới 10 tấn, được trang bị phòng khách, lò sưởi, giường hình trái tim và sàn nhảy. Chưa hết, chiếc Boeing limo này còn có sức chứa lên tới 40 người, phòng riêng, TV và đạt vận tốc tối đa 200 km/h. Với giá bán 14 triệu đô la Mỹ, nó không hề rẻ đâu nhé. Phantom by W.T. Burr. Nếu gặp chiếc xe này trong đêm tối, chắc chắn bạn sẽ nghĩ mình đang bị quái vật tấn công. Chiếc xe Phantom này là bản sao của một chiếc Bugatti Atlantis năm 1936 và được thiết kế bởi W.T. Burr. Với vỏ bọc bằng thép, đèn pha Gargoyle, động cơ Volkswagen, vỏ xe được tạo thành từ những mảnh nhỏ được hàn lại với nhau, tạo ra một hình thù kỳ quái. Đôi mắt phát sáng vào ban đêm sẽ cho bạn cái nhìn đáng sợ. Một chiếc xe nghệ thuật tuyệt vời có 102, bạn thấy sao nếu lái được nó? Upside Down Camaro. Chắc chắn, ý nghĩ đầu tiên của bạn khi gặp chiếc xe này là sẽ gọi cứu hộ. Nhưng Tôi Bí Ẩn khuyên bạn nên quan sát kỹ, bởi ngoại hình nó không bình thường, nhưng thực chất nó là một chiếc xe rất bình thường. Xe có công suất 60 mã lực và đã từng tham gia giải đua xe. Chiếc xe này được Jeff Block, là một cảnh sát ở tiểu bang Washington DC, thiết kế bằng cách lật chiếc Chevrolet Camaro 1999 và kết hợp nó với chiếc Ford Festiva đã mòn để tạo ra một chiếc xe đua lộn ngược. Không cần đến những chiếc xe sang, với những chiếc xe lộn ngược này, bạn đủ để nổi bật trước đám đông. 12. Watercar Python. Các bạn hãy quan sát chiếc xe, nó đang lao xuống sông. Có phải chúng ta nên gọi cứu hộ? Nhưng ngạc nhiên chưa nào, nó chẳng có hề hấn gì cả, thậm chí là không bị chìm. Một sự sáng tạo thật tuyệt vời phải không các bạn? Python là chiếc xe được thiết kế có thể chạy cả trên đường và dưới nước. Nó nặng 1.725 kg và có thể đạt tốc độ tối đa hơn 97 km/h dưới nước và 160 km/h trên cạn. Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4.5 giây, cho thấy động cơ xe không nhỏ chút nào. Chuyển từ xe hơi sang cano được thực hiện trong tức thì. Chỉnh hộp số VN, khởi động động cơ phản lực và nhấn nút để nâng các bánh xe lên. Khi ra khỏi nước thì bạn phải thực hiện những thao tác ngược lại. 11. Horsrow Hummer. Đây là Hummer tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thế giới. Mặc dù có trọng lượng khoảng 2 tấn, nhưng nó không sử dụng nhiên liệu. Các bạn thắc mắc vì sao? Vì nó không có động cơ và di chuyển nhờ vào sức kéo của hai chú ngựa. Nghệ sĩ Jamie Reddin, người đã mua một chiếc H2 Hummer mới và cắt nhỏ nó. Ông đã loại bỏ động cơ V8 6,2 lít của Hummer, sắp xếp lại cabin, lắp đặt hai ghế da ngoài trời trên khoang động cơ của xe và lắp bánh xe, hệ thống âm thanh, đèn LED. Thậm chí có một giá hành lý trên đầu xe với cái chữ cái CAO trang trí trên nó. Và càng bất ngờ hơn là chiếc xe ngựa Hummer không động cơ này được tạo ra, là một phản ứng đối với nước Mỹ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. 10. Portable Car. Nếu là một cơ thủ, chắc các bạn sẽ thích chiếc xe này cho mà xem. Ý tưởng kết hợp giữa một bàn bida và một chiếc xe hơi vừa có thể để bạn di chuyển, vừa có thể thỏa mãn niềm đam mê bida của mình ở bất cứ nơi đâu. Chiếc xe này được ra mắt tại George Paris Custom Car Show ở Culver City, California vào năm 2011 và nó thật sự làm người khác phải ngạc nhiên. Bạn có thể tháo rời bàn bida để có được một không gian rộng hơn khi chơi môn thể thao này và với việc gắn nó vào xe, bạn có thể mang nó đi bất cứ nơi đâu. Tất nhiên khi ở trên đường, bạn sẽ trở nên rất thu hút bởi hình thù kỳ dị của chiếc xe. 9. VW Jet Beetle. Đây là chiếc xe phản lực đường phố hợp pháp. Chiếc xe có hai động cơ. Động cơ xăng ở phía trước phục vụ cho việc lái hai bánh xe trước và động cơ phản lực được lắp đặt ở phía sau.
Ý tưởng giúp bạn có một chiếc xe hộp có 102, thậm chí có thể không ai dám đến gần. Nó sẽ là chiếc xe bình thường khi điều khiển bởi động cơ xăng. Nhưng khi bạn muốn có một số điều thú vị, hãy chuyển sang chế độ máy bay phản lực. Hãy nhìn xem bạn có muốn một chiếc xe như thế. 8. Batmobile Limo. Rất ít người không biết về chiếc Batmobile được sử dụng trong bộ phim Batman của Tim Burton. Chiếc xe này đã trở thành một biểu tượng của series phim Batman và một fan hâm mộ quyết định thiết kế một phiên bản limousine vào năm 2012. Bên ngoài, chiếc xe không khác trong phim là mấy, nhưng bên trong, xe sử dụng động cơ V8 Corvette. Chưa hết, xe cũng được trang bị những tính năng như trên phim, bao gồm hệ thống tên lửa giả và bánh xe tự rời ra. Tất nhiên, giá bán của chiếc xe cũng không hề rẻ. 7. Wrought Iron VW Beetle. Phải mất 3.500 giờ trong 6 tháng để làm mới cho một chú bọ cánh cứng Volkswagen Beetle năm 1970 với tổng cộng 70 ký sắt quấn quanh xe. Và nó trông rất tuyệt vời phải không nào? Và để tăng thêm sự sang trọng cho bên ngoài, các bộ phận được lót bằng lá vàng 24 carat và nó được trang trí với 5.000 tinh thể Swarovski. Nội thất cũng được thay đổi, bên trong được lót bằng ghế da khâu tay. Cuối cùng, bộ áo kim loại được điều chỉnh một cách chính xác phù hợp với các chi tiết trên xe, cho bạn một tác phẩm nghệ thuật thực thụ. 6. Triumph 2. Đã từng có những chiếc ô tô làm từ gỗ, nhưng Triumph 2 lại là một ví dụ về tay nghề thủ công tinh xảo của một người có tên là Frank Wolf. Ông đã dành 2.000 giờ để thực hiện chiếc xe. Một phần quan trọng của quá trình đó liên quan đến việc dán và đóng ghim các dải gỗ lại với nhau và sau đó đánh bóng nó. Nó tuyệt đẹp phải không nào? Nó có một động cơ đốt trong cho xe, khả năng di chuyển từ 70 đến 90 km, mất khoảng 4 lít nhiên liệu. Dù là rất độc đáo về mắt nhìn, nhưng ngồi trên nó thì chắc chắn sẽ không thoải mái chút nào. 5. Terrafugia Transition. Khi các phương tiện lưu thông trên đường quá nhiều, những nhà sáng tạo đã nghĩ đến những chiếc xe bay và Terrafugia Transition là một trong những số đó. Nó có thể chuyển từ chế độ chạy trên mặt đất sang chế độ máy bay chỉ trong vòng 1 phút với chỉ một nút bấm. Xe sở hữu cự ly di chuyển gần 645 km. Tốc độ bay tối đa khi đạt độ cao lý tưởng là 100 dặm trên giờ. Còn trên mặt đường nhựa, Transition có thể di chuyển với tốc độ nhanh nhất là 110 km trên giờ. Điểm nổi bật nhất của Transition nằm ở đôi cánh, có thể duỗi thẳng khi bay và gập lại có thể di chuyển trên đường. Nhờ đôi cánh gập này mà chiếc xe bay đạt tới độ cao tối đa là 3.050m. 4. Carpool Deville. Vừa lái xe trong cái nóng oi ả của mùa hè lại được ngâm mình trong bể bơi, còn gì bằng phải không các bạn? Tưởng như đó chỉ là ý tưởng điên rồ, nhưng nó đã được hai thanh niên Mỹ biến thành sự thật với chiếc Cadillac mui trần. Một chiếc xe kim bể bơi di động, toàn bộ nội thất của xe gần như chả có gì ngoài nước và vô lăng. Chiếc bể bơi di động này có thể di chuyển với tốc độ tối đa 80 km/h và chở theo khối lượng nước 2.200 lít. Cho phép bạn có thể thưởng thức sự mát mẻ như ở bồn tắm nhà mình mọi lúc mọi nơi. Thật sự rất thú vị phải không? 3. Ford Ventru. Thoạt nhìn Smart Ford Ventru trông giống như một chiếc xe mô hình. Một món đồ chơi hấp dẫn dành cho những cậu bé, nhưng nó là kết quả của cuộc hôn phối giữa một chiếc Ford Ventru và một chiếc Unimog 406. Là một cỗ máy thoạt trông giống như những chiếc xe tự hành mà người ta dùng để thám hiểm các hành tinh xa xôi. Smart Ford Ventru có độ cao khó tin, sắp xỉ 3.7m, lớp xe có đường kính tới 140cm. Xe có sức mạnh 84 mã lực, tuy nhỏ nhưng nó có vỏ đáy, bởi nó có thể vượt mọi địa hình nhờ hệ thống treo khí nén điều khiển tay. 2. Cathedral. Sự kỳ quái với mặt thiết kế làm cho chiếc xe trông như tòa lâu đài của những mụ phù thủy. Cảm giác có chút ghê rợn phải không các bạn? Nhưng Cathedral được Rebecca Cowell sáng tạo từ ý tưởng về nhà thờ Gothic. Trên nền tảng chiếc xe Cadillac 1971, một chiếc bọ cánh cứng VW Beetle được hàn lên trên cùng, cùng với kim loại và sợi thủy tinh. Chiếc xe nhà thờ này còn được trang trí hoàn chỉnh với các trụ chống bay, cửa sổ kính màu và các khẩu hiệu khổng lồ. Đây chẳng khác gì một công trình nghệ thuật, cho thấy sự sáng tạo của con người là vô tận. 1. All-Terrain Gamer. Nếu chán những chiếc xe đơn điệu chỉ đẹp và tốc độ, các bạn có thể thử kết hợp giữa các hoạt động thể thao ngoài trời và trò chơi video từ chiếc Toyota Tacoma All-Terrain Gamer. Hai ghế trước của Taco ATG có thể đẩy xuống ngang hàng với hai ghế sau, vì thế 4 người có thể cùng chơi game eSports. 4 màn hình Samsung LCD 24 inch gắn ở trung tâm cabin và kiểu mở cửa cánh chim giúp mọi người chơi đều có góc nhìn tự do trên màn hình. Người xem có thể theo dõi trò chơi qua một màn hình Sharp LCD 60 inch trên phía đuôi xe. Ngoài ra, phía trên xe còn được trang bị hai chiếc xe đạp địa hình để bạn và bạn bè có thể thay đổi không gian hoạt động. Sau khi xem video, các bạn có suy nghĩ gì về sự sáng tạo của các mẫu xe ô tô trên? Có phải chúng rất kỳ dị không? Và cho dù là rất quái lạ,
nhưng chúng thật sự rất độc đáo đúng không nào? Vì ít ra, chúng đã thỏa mãn được nhu cầu của người tạo ra chúng. Một chiếc xe có thể tắm, có thể chơi bida hay chơi game. Còn gì bạn đúng không nào? Vậy bạn có muốn sở hữu một chiếc như thế không? Còn không thì các bạn cũng có thể tự thiết kế cho mình một chiếc xe hợp độc nhất vô nhị bằng sự sáng tạo của mình. Các bạn đã có ý tưởng chưa? Hãy cùng chia sẻ nó với cộng đồng Top Bí Ẩn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!